Được rồi, chào mọi người. Và cảm ơn vì tham gia cùng chúng tôi. Đây là hội thảo trình web. Tại đây, chúng ta sẽ trao đổi về nội dung mới cập nhật trong danh mục sản phẩm của Daisyntis kể từ lần cuối mà chúng ta cập nhật. Tôi là Preston Stevenson, quản lý tiếp thị khu vực Bắc Mỹ đối với danh mục hội nghị và chúng ta còn có sự tham gia của ag peterson một trong những kỹ sư thiết kế hệ thống ứng dụng của chúng tôi sẽ trình bày về các nội dung công nghệ và tôi sẽ là chủ tọa hôm nay trong phiên hội thảo hôm nay chúng ta sẽ nhận các câu hỏi và giải đáp vào cuối buổi vì vậy hãy sử dụng các chức năng trò chuyện đó đặt câu hỏi trong đó hãy giúp chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi vào nhóm tham luận để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được tất cả câu hỏi để trả lời thấu đáo các vấn đề giờ thì không dài dòng nữa tôi sẽ chuyển lại cho aj tuyệt cảm ơn preston và chào mừng tất cả mọi người tôi đã xem danh sách người tham dự và có một số người tôi biết đã từng nghe một số thuyết trình của tôi trước đây Chúng tôi đánh giá cao các bạn đã dành thời gian hôm nay. Và tôi sẽ nói nhanh về những điểm mới so với hội thảo mùa hè 2021. Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sẽ cùng điểm qua nhanh. Nếu bạn đã từng xem tôi trình bày thì đều đã thấy những trang này. Nhưng tất nhiên đây là hệ thống hội nghị Dicentis có dây hàng đầu của chúng tôi. Nó chắc chắn là sản phẩm đầu ngành với full IP sẽ được chứng minh trong tương lai chất lượng âm thanh cao nhất với khả năng mở rộng cao nhất. Và chúng ta sẽ nói thêm về những điều đó sau, bởi vì đó là những tính năng mới. Vậy nên hãy cùng tóm tắt thật nhanh dòng sản phẩm này là gì và danh mục sản phẩm trông thế nào. Tất nhiên, chúng tôi có thiết bị thảo luận tiêu chuẩn. Đây là thiết bị tốt nhất trong phân khúc. Chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó ở dạng đơn, hoặc kép, hoặc với tư cách chủ tọa. Nhắc thêm rằng micro có thể hoán đổi và chúng tôi có đầu vào tai nghe với bộ điều khiển âm lượng riêng ở mỗi bên. Nó khiến chúng tôi khác biệt với các đối thủ khác. Tiếp theo, trong danh mục thảo luận, chúng tôi có thiết bị chuyên đề biểu quyết. Đây là thiết bị âm thanh tốt nhất phân khúc khi có thêm chế độ biểu quyết. Và lý do chúng tôi thiết kế những tính năng này là bởi chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn. Vì vậy, nếu bạn cần được biểu quyết và cần âm thanh tốt nhất trong phần khúc, thì chúng tôi đưa ra cho các bạn giải pháp hợp lý với nhu cầu đó. Và có một số lựa chọn khác tùy theo nhu cầu của bạn, khả năng mở rộng hay đảm bảo cho hệ thống của bạn vẫn đang sử dụng được trong tương lai. Ngoài việc biểu quyết, chúng tôi còn bổ sung tính năng bỏ phiếu trên màn hình cảm ứng và đầu đọc thẻ NFC tích hợp, giúp chúng ta có thể đăng nhập và thiết bị sẽ tải hồ sơ của bạn bằng cách quẹt thẻ. Và thậm chí bạn có thể sử dụng thẻ công ty của mình nếu bạn có thẻ đầu đọc NFC và bạn có quyền kiểm soát truy cập thẻ. Chúng tôi có thiết bị ngôn ngữ chuyên biệt. Có hai điều khiến chúng tôi khác biệt. Tất nhiên, chúng tôi có loa và mic tháo lắp và đầu đọc thẻ NFC. Chế độ dùng kép cùng chỉnh âm lượng độc lập. Chúng tôi còn bổ sung màn hình cảm ứng lựa chọn ngôn ngữ và bạn có thể chọn được màn hình hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn. Đó chắc chắn là một tính năng nhỏ nhưng tuyệt vời. Đặc biệt là khi chúng tôi tùy chọn lên tới 100 ngôn ngữ mà chưa có đối thủ nào làm được. Tôi nghĩ trên thị trường có vài hệ thống hỗ trợ khoảng 60 ngôn ngữ. Nhưng một lần nữa, phải nhấn mạnh đây là một bước đột phá khi có một hệ thống dựa trên IP hoàn chỉnh và tương lai sẽ chứng thực cho khoản đầu tư đó của bạn. Nhưng chúng tôi không bắt đầu với một hệ thống chỉ có thể sử dụng 30 ngôn ngữ, chúng tôi bắt đầu với 100, bởi chúng tôi biết bạn sử dụng nó trong một thời gian dài, và nó sẽ là khoản đầu tư có lời cho bạn. Thiết bị nổi tiếng nhất của chúng tôi cho đến thời điểm này là thiết bị mở rộng với một màn hình 4.3 inch này. Nó cung cấp cho bạn những tính năng tuyệt vời như ngôn ngữ gốc, một màn hình đẹp và lớn để xem bỏ phiếu, chế độ lựa chọn ngôn ngữ có sẵn. Nhưng điều tuyệt vời nhất về thiết bị này và chắc chắn khiến chúng tôi khác biệt là khả năng sử dụng kép đầy đủ tính năng. Nếu tôi đang sử dụng chế độ dùng kép này để hai người cùng dùng chung thiết bị này, mỗi người có thể cắm tai nghe vào rắc cắm độc lập của mình và nhận các ngôn ngữ khác nhau. Vậy là về bản chất, tôi có thể đang nghe một ngôn ngữ hoàn toàn khác với người bên cạnh mình và tôi không nghĩ có thiết bị khác làm được vậy. Và dĩ nhiên, MMD2 của chúng tôi cũng là hàng đầu. Ở đây chúng tôi đã bổ sung loa hai chiều mà chưa thiết bị nào hoặc ai có nó. Chúng tôi lắp micro tháo lắp, đầu đọc thẻ NFC và chúng đóng vai trò như một thiết bị mở rộng. Khi tôi đăng nhập vào đầu đọc thẻ NFC đó, nó sẽ tải hồ sơ của tôi, nó biết tôi là ai. Tôi muốn xem, nghe thiết bị này bằng ngôn ngữ nào. Vậy là nó tải lên tất cả các tham số này, qua là cuộc họp cao cấp. Nếu muốn, tôi có thể chọn chỗ ngồi cho mình luôn, nếu tôi chọn cả thông số đó. Và chỉ cần tải hồ sơ của tôi bằng cách quẹt thẻ mà tôi sử dụng để vào tòa nhà. Một lý do khiến chúng tôi luôn đề xuất ít nhất có một hoặc hai màn hình 7 inch rưỡi, đó là bởi tính năng kiểm soát hoàn toàn cuộc họp. Tôi có thể điều khiển micro độc lập, Ai đang nói khi nào họ được nói và nói trong bao lâu. Tôi có thể điều hướng qua các mục của chương trình hội nghị thông qua truy xuất tài liệu, video thuyết trình. Truy cập internet nếu bạn muốn. Nếu chúng tôi là một công ty thiết kế trang web và chúng tôi cần xem trang web thì tôi thực sự có thể truy cập ngay từ thiết bị này và chúng ta có thể cùng nhau chỉnh sửa và thiết kế theo cách đó. Và tất nhiên tôi cũng có quyền kiểm soát biểu quyết, kết quả biểu quyết và bật tắt hệ thống nghe đơn giản nhưng tôi nghĩ với tính năng đó chúng ta có thể bán được ít nhất một sản phẩm khi mà ta có thể truy cập và tắt toàn bộ hệ thống bởi vì tôi cho rằng phần quan trọng của hệ thống này là tự động hóa trải nghiệm của cuộc họp đó và bạn sẽ hiểu hơn về điều đó qua các tính năng mới mà tôi sẽ thảo luận sau đây rằng nó không nên là một cuộc họp lớn lộn xộn cuộc họp nên diễn ra tự nhiên nó nên khiến mọi người thấy rằng mình cũng đang ngồi trong thảo luận trôi chảy trong cùng một phòng và đó chính là những gì chúng tôi sẽ làm với giao diện của bạn Vâng, cho phép tôi bổ sung thêm một điều cho những gì AG đã nói. Vì tôi thấy danh sách người tham gia có một số khách hàng của chúng ta ở đây. Là trước khi có MMD2 thì chúng ta đã có MMD. Khác biệt duy nhất và những gì AG vừa giới thiệu chính là trình đọc NFC tích hợp. Với bản cũ, bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng và vẫn làm được tất cả mọi thứ như anh ấy nói. Bạn có thể đăng nhập từ màn hình chỉ bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng, bạn chỉ không có đồ đọc NFC. Còn lại, tất cả những tính năng khác vẫn giống như trước đây. Vâng, cảm ơn đã bổ sung. Hy vọng bạn đã thấy và nghe rằng bàn điều khiển tuân thủ ISO của chúng tôi vẫn là một trong những bàn tuân thủ ISO tốt nhất. Chúng tôi còn giành được giải thưởng với nó và nó trông rất tuyệt. Ngoài ra, chúng tôi không thiết kế một thứ có khả năng phát triển trong tương lai, mà nó chính là sản phẩm của tương lai trong 10 năm nữa. Chúng tôi đã bổ sung ba đầu ra ngôn ngữ, nghĩa là tôi đánh giá chúng như siêu phiên dịch viên. Ở đó, những tính năng tưởng như chỉ có trên lý thuyết, ý tôi là một thiết bị lại có thể phiên dịch ba ngôn ngữ trên một bàn điều khiển là cực hiếm, nhưng chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm đảm bảo cho tương lai đã mở rộng ngay từ giờ chứ không phải nhỏ giọt chút một. Một lần nữa, bạn thấy ba nút chức năng có thể gán. Chúng tôi có rất nhiều nút mà tôi có thể lập trình để làm những việc khác nhau. <laughs> tất nhiên chúng tôi có các tùy chọn chữ nổi trên đó để dành cho những người khiếm thị chúng tôi dùng rô tự động để họ có thể nghe được một số ngôn ngữ khác nhau mà bạn thấy ở bên trái ở đó tất cả các đầu vào ngôn ngữ khác nhau và ở phía trên bên phải là ba đầu ra ngôn ngữ chúng tôi có màn hình lớn đẹp mắt và các thông báo trực quan tích hợp loa nhiều tùy chọn tai nghe, cả tai nghe jack 1 phần 4 inch và 1 phần 8 inch tùy thuộc vào loại mà thông dịch viên muốn sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi có tích hợp tính năng bảo vệ thính giác cho tất cả các tai nghe tuân thủ ISO. Nhưng nếu có người có tai nghe tùy chỉnh hoặc thứ khác phù hợp với họ, thiết bị cũng có thể cho phép họ sử dụng. Và tất nhiên, bạn sẽ thấy tính năng 100 ngôn ngữ đó rất đảm bảo để sử dụng lâu dài. Và một tính năng khác là chúng tôi bán kèm tùy chọn xem video. Và khả năng của nó là nếu bạn đang sử dụng máy ảnh và có nguồn cung cấp dữ liệu máy ảnh, chúng tôi có một bàn điều khiển điện tử giúp chúng ta cắm cáp HDMI vào thẳng màn hình để máy nhận nguồn cấp dữ liệu video đó. Hãy như đến số tiền mà ta tiết kiệm được khi không phải kéo cáp chuyển đổi video. Ý tôi là bình thường phải lắp đặt riêng đủ thứ, từ buồng phiên dịch ISO có màn hình video, rồi phải có đầy đủ nguồn cấp dữ liệu riêng biệt để chuyển đổi video phải mua rất nhiều thiết bị lắp đặt nhưng nếu mua một bộ điều khiển của chúng tôi tôi chỉ cần kết nối dây hdmi với màn hình và thế là xong tôi không biết với người khác thì ra sao nhưng tôi rất thích nó và thấy nó cực kỳ hiệu quả và nếu bạn có bộ chọn ngôn ngữ của chúng tôi sẽ thế nào nếu tôi đang nghe cuộc họp và tôi muốn sử dụng tính năng khác được tích hợp trong bộ sản phẩm của tôi? Hai tính năng độc đáo nổi trội mà tôi đã nói là tùy chọn lên tới 100 ngôn ngữ và màn hình cảm ứng điện dùng cực đẹp. Và chúng tôi cũng có rất nhiều khách hàng hiện hữu đã quen thuộc với các hệ thống DCN cũ của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đến tương lai nhưng cũng không bỏ lại quá khứ. Giả sử chúng tôi có một phòng học cổ điển tuyệt đẹp và chúng tôi có các thiết bị của hệ thống DCN và chúng tôi yêu DCN nhưng đã đến lúc phải chuyển sang IP hoàn chỉnh. Tôi không thể đầu tư toàn bộ bàn văn phòng mới được. Bạn không phải lo lắng về vấn đề này. Những bộ phận này hoàn toàn có thể dùng cho hệ thống mới nên bạn có thể tháo lắp thêm nếu muốn hoặc nâng cấp lên hệ thống mới và không làm hỏng hoặc thay đổi bất kỳ đồ nội thất nào và tòa nhà lịch sử nào của bạn. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm lớn và nó cần được chỉ ra cho khách hàng khi họ đang cân nhắc để nâng cấp sử dụng lâu dài. Tất nhiên các yếu tố cốt lõi chính là máy chủ của chúng tôi mà bạn có thể đều đã quen thuộc. Tất nhiên bạn có thể làm việc với bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn chỉ cần một bộ các yêu cầu hệ thống như Windows 2019 và các yêu cầu cơ bản. Nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều khách hàng nói rằng tôi không có bộ phận it mạnh tôi không muốn bỏ nhiều công sức cho việc này vậy nên chúng tôi bán cho bạn một máy chủ đã thiết lập sẵn sàng và chúng tôi cũng có những khách hàng nói rằng tôi có một phòng it rất mạnh chúng tôi có đầy đủ máy chủ để tích hợp sẵn chúng tôi quản lý tốt tất cả đều có sẵn và chúng tôi có thể tập trung hóa một hệ thống rất lớn phù hợp với bạn chúng tôi muốn linh hoạt chúng tôi muốn cung cấp sản phẩm cho khách hàng và để khách hàng lớn để bạn có thể không cần lo lắng về nó hoặc hoàn toàn làm chủ nó tất nhiên aps hoặc công tác cấp nguồn âm thanh tự động của chúng tôi sẽ là giao điện với hệ thống là nguồn cung cấp điện cho hệ thống nó chứa đầu vào và đầu ra của dante cũng như của hệ thống và sau đó nếu chúng tôi bổ sung thêm x số lượng thiết bị có thể tắt nguồn này theo nhu cầu phát triển hệ thống thì chúng ta sẽ bổ sung thêm nguồn điện tương ứng và đây chỉ đơn giản là một hệ thống dựa trên mạng, tất cả đều là loại cấu hình IP hoàn chỉnh. Mọi thiết bị của chúng tôi đều có cổng Internet ở phía sau. Nếu bạn đang xây dựng một mạng gigabit, mạng riêng, VLAN, VPN mà bạn muốn triển khai nó, thì Daisy Chain, Star, PoE, tất cả các giao thức Internet tiêu chuẩn này đều được chấp nhận và sử dụng được với hệ thống của chúng tôi. Bạn sẽ không thấy các thiết bị khác cùng sử dụng các giao thức và các độc quyền cho hệ thống mở có được sự linh hoạt như thế này. Micro thì không có gì mới, chẳng cần phải sửa một thứ không có lỗi gì. Tất nhiên, HDMI-C cũng là loại mic định hướng rất tuyệt nếu bạn sử dụng kép. Còn nếu các tùy chọn mic thân dài và ngắn của chúng tôi, chúng tôi thấy rất nhiều người mua loại thân dài vì nó rất tiện sử dụng khi cùng lúc đó bạn đang dùng máy tính sách tay hoặc ipad loại thân dài này sẽ tiện để chỉnh qua các thiết bị này để đưa sát lại gần miệng bạn hoặc nếu bạn là người ngồi hoặc ngả ra phía sau chỉ cần một vài phụ kiện là bộ nối cáp và dây cáp bấm đầu trước bạn có thể tự làm dây cáp hoặc mua bộ bấm đầu cáp tôi muốn chỉ ra rằng nối cáp khá tuyệt vời trong việc triển khai các cấu trúc liên kết Chúng tôi có một hệ thống PoE đầy đủ, chúng tôi không tạo ra bất kỳ giao thức ma thuật nào, nó đều là tiêu chuẩn, nên tôi có thể sử dụng Cat5, Cat6, loại có lẽ đã có sẵn trong tòa nhà của bạn, và tôi có thể chạy nó đến một phòng trong những khớp nối này và đi âm tường hoặc âm bàn, âm sàn, sau đó cấp nguồn cho các mấu nối đó, và tôi không có PoE, thì tôi vẫn có một vị trí để cấp nguồn. Một thứ rất linh hoạt kể cả với các tòa nhà cũ đã có sẵn những loại cáp này. Chúng tôi có thể triển khai hệ thống của mình và không tốn thêm các loại chi phí lắp đặt và nhân công mới. Vì vậy, khi bạn đang quảng cáo sản phẩm thì hãy nghĩ đến những yếu tố này như một nâng cấp. AG, tôi xin phép bổ sung một điều về máy chủ mà tôi nghĩ cần được nhắc tới. Một vài người sẽ hỏi rằng tại sao phải mua máy chủ và hãng sẽ hỗ trợ như thế nào và hữu ích ở đây đặc biệt là đối với nhiều tổ chức thì vâng, đây là sản phẩm của HP. Như vậy, bạn sẽ được chúng tôi cài đặt phần mềm, thiết lập cấu hình và mọi thứ sẵn cho bạn. Và bạn có kèm 3 năm bảo hành tại chỗ của HP kể từ ngày tiếp theo. Vậy nên nếu có sự cố về thiết bị hoặc sự cố xảy ra trên máy chủ, một thành phần quan trọng của hệ thống thì khi mua một máy chủ bạn không chỉ nhận được sự hỗ trợ của Boost, mà bạn còn nhận được sự hỗ trợ tại chỗ bởi HP kể từ ngày tiếp theo, một điều vô cùng cần thiết. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn anh. Mỗi máy chủ cũng có nhãn dán bảo hành và có ghi số điện thoại trên đó. có rất nhiều tiếng cười nhưng đều, đều bị tắt tiếng. Được rồi, đừng thấy chán, chúng ta sẽ đến với phần sôi động đây. Có gì mới trong mùa hè năm 2021? Tôi rất hào hứng về nó. Tôi đã thử nghiệm nó, tôi yêu nó và nghĩ bạn sẽ cũng thích nó. Phản hồi từ thị trường cho biết, tôi muốn làm chủ việc phát biểu và muốn biết ai đang phát biểu. Nhưng vì Covid nên tôi không muốn mọi người chạm vào micro hoặc bản thân. Mọi người cũng không muốn chạm vào nó. Chúng ta đã nói về việc tự động hóa trải nghiệm cuộc họp, chế độ họp. Chế độ kích hoạt bằng giọng nói của chúng tôi rất phổ biến với hệ thống này và cả hệ thống trước đó. Trước phiên bản này, nếu bạn ở chế độ họp, điều khiển máy ảnh sẽ khiến bạn vô hiệu hóa nhưng giờ đây thì không. Và điều đó rất tuyệt. Bây giờ chúng tôi có thể chạy hoàn toàn ở chế độ nhận diện giọng nói và khi tôi đang nói, nó cũng sẽ điều khiển camera. Bây giờ, tôi hoàn toàn tự động hóa giọng nói của mình. Âm thanh và video của tôi trong cuộc họp được liên mạch và thực hiện mà không cần dùng tay điều khiển. Âm thanh tuyệt vời mà hình ảnh cũng tuyệt vời. Tôi rất thích sản phẩm này và đó là các tính năng mới của nó. Những tính năng tuyệt vời khác mà bạn sẽ có được khi dùng sản phẩm là quyền cấp phép mà bạn đang thêm vào hệ thống. Tất nhiên, bạn có thể thêm quyền này bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy ai đang phát biểu. Bạn sẽ được cập nhật khái quát nếu như bạn đang để bố cục dạng tổng quan. Bạn sẽ được biết micro của người đang nói. Và tất nhiên là điều khiển camera và bộ chuyển đổi video nếu bạn đang sử dụng hệ thống nhiều camera. Chúng tôi sẽ nhận được thông tin từ API. Vì vậy nếu tôi đang sử dụng bất kỳ loại thiết bị nào bên thứ ba hoặc API mở nào để truy cập thiết bị giám sát hoặc thiết bị nào khác bạn dùng để tùy chỉnh API thì thông tin đó cũng được hiển thị. Nếu bạn nhìn vào ô chúng tôi khoanh đỏ. Sẽ thấy hai gạch đầu dòng dưới cũng có một số thông số nhưng rõ ràng nó sẽ có một hệ thống kiểm soát mà tôi cần chúng ta không thể nào cứ hét vào micro vì vậy tôi có được quyền kiểm soát thông số về thời gian bắt đầu và kết thúc của mình và số lượng micro đang hoạt động với một chút tinh trình nó hoạt động thực sự rất trôi chảy tôi là một fan lớn của tính năng này khi hội thảo này kết thúc bạn hãy dành thời gian với hệ thống demo Hãy cập nhật nó, thử sử dụng nó, giới thiệu cho tất cả khách hàng mà bạn có thể. Tôi tin họ sẽ rất thích trải nghiệm tự động liên mạch này. Điều quan trọng khác mà chúng ta nói ngay từ đầu là chứng thực trong tương lai. Bạn đang bỏ ra một khoản đầu tư lớn, bạn chuyển sang IP cho toàn bộ hệ thống. Cả những hệ thống có lẽ chưa dùng IP hoàn chỉnh. Nhưng nếu bạn nhớ lại, tôi không rõ bạn đã đồng hành cùng chúng tôi bao lâu trong hành trình này, nhưng bản phát hành đầu tiên có thể hỗ trợ 100 người tham dự. Và điều đó cũng rất tuyệt, nhưng bạn biết đấy, có những cuộc họp nhiều hơn 100 người rất nhiều. Và số lượng tiếp tục tăng lên và tăng lên nữa. Với bản mới nhất này, hệ thống có thể đáp ứng được tới 3.000 chỗ trong một cuộc họp, tức là dùng 1.500 thiết bị. Vậy là với phiên bản mềm mới này, chúng tôi sẽ hỗ trợ 1.500 thiết bị thảo luận, số lượng cực lớn trong cùng một hệ thống Dicentis theo quan điểm của tôi với một hệ thống có thể đáp ứng 100 ngôn ngữ và mở rộng tới 1.500 thiết bị với giao thức Internet tiêu chuẩn đầy đủ thế này bạn đang thực sự đầu tư vào một giải pháp lâu dài Hãy cùng xem xét một vài điều cơ bản về khả năng mở rộng cái mà chúng tôi đang gọi là hệ thống vừa và nhỏ hoặc cách khác là một hệ thống subnet đơn lên tới 450 và có lẽ tốt hơn nên nói đây là sự đột phá 450 thiết bị thảo luận có thể được sử dụng ở chế độ kép nên về lý thuyết là 900 chỗ ngồi mà không cần cấu hình bổ sung từ hệ thống mạng con nên vẫn là rất lớn khi chúng tôi mở rộng 1.500 hoặc hơn 450 chúng tôi thực sự hết địa chỉ IP nên chúng tôi thử nghiệm một hệ thống nhiều mạng con. Cũng tốt bởi vì chúng tôi luôn có một thiết bị Arnie. Đây là một thông số thực tế, danh mục các thành phần phạm vi mở rộng quy mô vừa và nhỏ với 450 thiết bị. Tôi biết những thông tin này rất chi tiết, và tôi cũng không kỳ vọng mọi người phải nhớ nó. Điều quan trọng cần nhớ là ghi chú ở dưới cùng nói rằng khi chúng ta sẽ mở rộng quá 450 chỗ, chúng ta cần bổ sung bộ định tuyến Arni và bộ định tuyến doanh nghiệp Arni để có ngôn ngữ đa mạng con. Trông như thế này. Vậy là nếu chúng ta mở rộng trên 450, chúng sẽ cần bộ định tuyến và bộ chuyển mạch Arni mà chúng tôi bán. Và chúng ta sẽ thiết lập lại một hệ thống đa mạng con như thế này. Đây chỉ là một hình ảnh trực quan. Tôi không kỳ vọng mọi người phải nhớ các địa chỉ IP riêng lẻ trong này. Minh họa thể hiện 4 VLAN với máy chủ và APS trên một VLAN và lưu lượng truy cập đó được định tuyến qua bộ định tuyến Arnie mà chúng tôi bán cho các bộ định tuyến Arnie khác trên các mạng con khác. Nhưng đây là một hệ thống đồ sộ. Tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi vẫn giữ lại tất cả các giao thức Internet tiêu chuẩn. Tôi có thể triển khai với Daisy Chain, cấu hình Star, cấu hình PoE Home Run. Và tôi có thể trộn và kết hợp chúng trên tất cả các VLAN này, nên tính linh hoạt và cạnh tranh của nó là vô song. Các VLAN này có thể kết nối với các phòng khác nhau có thể là các địa điểm cách nhau 80 km nếu bạn muốn. Ý tôi là chúng ta xuyên được qua kính, có thể dùng cho mạng lưới khổng lồ kết nối với các khuôn viên lớn nếu muốn. Vậy nên nó rất quan trọng. Khi chúng ta phát triển, chúng sẽ cần những hệ thống tập trung rất lớn. Một lần nữa, tất cả những điều đó chỉ ra rằng Hệ thống này sẽ được tương lai chứng minh và tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài, và bạn sẽ không phát triển nhanh hơn nó đâu. Đó là những gì chúng tôi muốn nói. Vậy đó là sản phẩm mới nhất và tốt nhất của chúng tôi. Để không lãng phí thời gian, sau đây, Kristen sẽ nói về thông tin mới trên mạng xã hội của chúng tôi. Nhớ anh tiếp tục nhé, Kristen. Cảm ơn AG. Tôi chỉ muốn thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã ra mắt một trang dành riêng cho dòng sản phẩm hội nghị trên LinkedIn chúng tôi sẽ tiếp nhận những câu chuyện thành công ở đó nếu bạn đang phát triển dự án nào chúng tôi rất mong nhận được chia sẻ của mọi người vui lòng gửi cho chúng tôi hoặc liên hệ với ag và anh ấy sẽ chuyển cho chúng tôi và chúng tôi có thể nhận và đăng bài về các dự án mà bạn đã thực hiện những câu chuyện thành công của mọi người ví dụ như hội thảo trên web. Chúng tôi sẽ đăng những cập nhật mới như tính năng bổ sung, các phụ kiện mới của dòng sản phẩm khi chúng được ra mắt. Vì vậy, thay vì các bạn phải đoán sản phẩm nào chuẩn bị ra mắt, thì cứ hàng quý hoặc định kỳ ngắn hơn, chúng tôi sẽ xuất bản những cập nhật mới. Và thông tin này sẽ đóng vai trò lớn hơn thế một chút. Nó cũng sẽ cập nhật tính năng mới của CCS 1000D hoặc Dicentis không dây hay có dây mà chúng ta đã nói đến hôm nay. Vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chuẩn bị ra mắt và ở trang này bạn có thể được cập nhật liên tục và ngay lập tức. Vậy nên, hãy theo dõi trang này ngay khi bạn truy cập LinkedIn nhé. Còn một điều nữa tôi muốn thông báo. AG, hey phiên anh chuyển sang slide tiếp theo giúp tôi. Có một chương trình khuyến mãi mà chúng tôi sẽ tung ra ở Bắc Mỹ và nó thực sự chứng minh sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi, cũng như việc chúng tôi kỳ vọng đồng hành cùng phát triển với bạn và đảm bảo rằng bạn luôn có những sản phẩm mới nhất và tốt nhất. Và trước đây, chính sách của chúng tôi là bạn có thỏa thuận một năm bảo hành phần mềm miễn phí dành cho các bản cập nhật cho phần mềm hoặc bất cứ tính năng nào mới của hệ thống sẽ được phát hành trong năm đầu tiên. Và chúng tôi thực sự muốn thấy cam kết hỗ trợ lâu dài của mình. Vậy nên bất kỳ hệ thống nào được bán từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ gia hạn cam kết đó thêm 2 năm nữa. Nếu vậy bạn sẽ có 3 năm cập nhật phần mềm miễn phí khi mua một hệ thống. Và nếu bạn muốn mua thêm 5 bản quyền thì bạn vẫn có thể bổ sung thêm tổng số năm khi được cộng dồn với nhau tôi muốn nói rõ cho các bạn biết về quyền lợi này chương trình này hiện đang chạy trong suốt thời gian còn lại của năm với nội dung như trên hãy xem liệu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào được gửi tới không tôi sẽ kiểm tra và lướt qua thật nhanh Câu hỏi đầu tiên là AG, làm thế nào để chuyển đổi giữa các Bosch và sử dụng các POE trên thiết bị thảo luận? Đây có phải là một thiết bị khác không? Câu hỏi rất hay. Đây là một điều kỳ diệu không? Không. Ở bên dưới tất cả các thiết bị thảo luận đều sẽ có hai RG45. Chính là các đầu nối Ethernet. Về cơ bản, nó là một công tác gigabit hai cổng. Nhìn vào nó bạn sẽ thấy một trang ghi rõ là PoE. Vậy nên khi bạn chạy PoE, bạn cần thiết lập cấu hình home run hoặc star cho công tắc. Và sẽ có dấu hiệu cho biết cổng nào là PoE và cổng nào là loại tiêu chuẩn cho hệ thống cáp của chúng ta. Tốt lắm, để xem nào. Trình kích hoạt âm lượng micro sẽ được áp dụng cho Dicentis không dây hay CCSD. Câu này tôi sẽ trả lời luôn. Chúng tôi chưa mở rộng chức năng đó cho các hệ thống này. Đó là một nâng cấp phù hợp với các dòng sản phẩm đó. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó trong tương lai, nhưng hiện tại chúng tôi cần tập trung nguồn lực xử lý để mọi hoạt động trơn tru. Với hệ thống hiện tại, chúng tôi vẫn còn làm nhiều thứ để bắt kịp yêu cầu cập nhật và cải tiến. Do đó, kế hoạch hiện tại của chúng tôi là triển khai nền tảng hệ thống mà chúng tôi đang có. Giờ thì hãy chuyển sang câu hỏi khác. Có một câu hỏi ở đây, làm thế nào để tôi có được thỏa thuận bảo trì phần mềm? Để có được nó, bạn chỉ cần là chọn thêm 2 năm vào đơn đặt hàng, hoặc nếu người yêu cầu là người dùng cuối, thì họ chỉ cần gửi yêu cầu ngay khi đặt gửi hàng qua Bosch để được thêm vào. Dùng cách nào cũng không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ đó là câu hỏi ở cuối ở đây rồi. Hãy để tôi kiểm tra một lần nữa. Tôi nghĩ đã hết câu hỏi rồi. Một lần nữa, cảm ơn vì đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Nếu trong quá trình triển khai thực tế bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng Bosch của bạn hoặc liên hệ với AJ. Liên hệ tôi. Hãy theo dõi chúng tôi trên LinkedIn và nếu có vấn đề gì, bạn luôn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển thông tin đó với người phụ trách. Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Âm thanh của bạn. Sứ mệnh của chúng tôi